Mình chào toàn thể tất cả các anh chị em. Ngày hôm nay các bạn thấy là mình đã đắp bột rồi, thì cái này là bột thường thôi. Theo yêu cầu của một số anh chị em, các bạn có những tin hỏi rằng là khách của các bạn á, thông thường là chưa tới 2 tuần là nó vô nó phiêu rồi. Mà thường thường là các bạn đắp bột màu, khi mà cũng khách nó tới nó phiêu á là các bạn phải vũa hết cái bột màu ra, vũa hết sạch ra rồi các bạn mới phiêu được cái bột màu khót lên. Nếu mà cũng khách nó làm cái bột màu mà lợt á, lợt hơn á, thì mình phải vũa cho sạch. Cho nên là nhiều cũng khách là chưa tới 2 tuần nó tới nó phiêu mà phải vũa hết ra, nhiều lúc là nó không thích. Cho nên là nó muốn bạn làm bột thường rồi sơn treo ở trên. Đó, thành thử ra là các bạn có hỏi rằng là nếu mà làm bột thường á, là sơn treo ở trên là mình có làm được những cái design như khi mình làm bằng bột màu hay không. Thì ngày hôm nay các bạn thấy là mình sẽ làm bộ tay đắp bột thường thôi, rồi mình sơn treo lên trên. Cũng có thể làm những design y như mà khi các bạn làm bột màu đó. Bây giờ là sau khi mà các bạn đắp bột hết rồi, bây giờ tới công đoạn sơn là các bạn thấy là mình đang sơn nước sơn màu pink này. Đó, mình sơn lên xong rồi mình sẽ hơ đèn. Các bạn sơn hết 10 ngón tay rồi bỏ vô đèn hơ cho nó khô. Đây các bạn thấy không? Khô hết rồi này, như thế này này. Thì đây là cái tip mà là tip nhậu rất là dè nha các bạn. Sau đó là mình sẽ lấy cây cọ màu đen này, đó, cây cọ nét á, mình chấm hai chấm này mình tạo cái định vị. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một đường fan xuống đây. Đó các bạn thấy không? Để tạo lên cái fan omen á. Thì khi mà nếu mà mình đắp bột màu là mình đắp cái bột màu pin lên xong là mình cắt bột để mình lấy ra cái mẫu omen này. Nhưng mà nhiều khách nó không thích làm bột màu á thì làm treo, là mình làm theo cách này nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tô, mình sửa sơ lại cho cái đường fan của mình nó đậm lên. Đó, đường fan mình đậm lên các bạn. Cái này là mình làm màu đen nha. Rồi mình sẽ lấy cái cọ này mình tón sơ cái màu đen này ra, bôi ra cho nó lem lem được chút xíu. Để mình tạo cái design chỗ này là mình sẽ làm đóa màu xanh xanh các bạn, giống như là khi mình đắp bột đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ, các bạn thấy mình bỏ cái màu xanh này này. Màu xanh này là màu xanh glitter á, glitter xanh. Đó, glitter xanh mà xanh đang đen. Bây giờ mình sẽ quét dưới này, mình bỏ lên. Đó, bỏ là mình tạo một cái ô mình nữa các bạn. Đó. Thì đối với những cái mẫu tay như thế này á, thì khi mình đắp bột màu là mình cắt bột, mình làm nhanh lắm. Nhưng mà đó, như các bạn hỏi đó, nhiều cũng khách là nó không thích mỗi lần tới là phải tháo hết cái bột màu ra. Cho nên là nếu mà làm cái treo thì tới là vũa cái treo xuống, rồi mình phiêu lại rồi mình sơn cái khót lại nhanh hơn là tháo bột màu, tháo treo nhanh hơn là tháo cái bộ bột màu. Rồi bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ vẽ nha, cho nó ra một cái đường giống như là omen ở dưới này nữa, là tạo nên cái fan á. Thì cái này là màu xanh đen. Bây giờ là treo đang ướt thì mình bỏ thêm những cái này vô này. Cái này là giống như đó các bạn. Khi mà mình nghiêng qua ánh sáng á, thì tay khách nó sẽ phản chiếu ánh sáng, thì các bạn sẽ thấy là màu xanh đậm trên lợt đó. Sau đó là mình sẽ sơn cái màu trắng ở dưới này. Đó các bạn, mình sơn màu trắng ở dưới này, có sẵn hết rồi mình sơn màu trắng thôi, để tạo ra một cái móng tay là có ba màu, màu trắng, màu xanh đen ở giữa và ở trên là màu phin. Đó các bạn thấy không? Như khi mà mình đắp bột thì mình cắt ba màu, nhưng mà mình làm treo thì mình cũng có thể là vẽ được ba màu. Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình chỉnh sửa sơ lại này, mình lấy cọ nét mình chỉnh sửa sơ lại cho nó đều cái fan này, đó, đều nó đẹp. Thì các bạn đã ra một cái mẫu tay móng dài có cái design đó, rất là giống như là khi mà các bạn đắp bột mà đây là nước sơn treo. Bạn nhớ là chùi hai bên hông này để mình giữ cái shape cho nó thẳng. Thì cái đây là cái mình bỏ là hàng nát các bạn này, đó là cái này là để bỏ dùng làm design sơn treo đó. Thì các bạn có những cái mẫu như thế này bỏ là nó giống đó lắm, nhìn rất là đẹp. Sau khi mà xong hết rồi á thì các bạn sẽ được một bộ tay như thế này đó, hoàn toàn bằng nước sơn treo hết. Những ngón còn lại thì các bạn cũng làm y như ngón hồi nãy thôi, nhưng mà các bạn có thể là đổi cái màu xanh lên trên, màu trắng xuống dưới, rồi màu trắng lên trên, màu xanh xuống dưới, để tạo cho cái bộ móng của khách nó thêm cái sinh động và nó thêm nhiều kiểu khác nhau hơn, nhưng mà tông chủ đạo vẫn là ba màu. Vậy là ngày hôm nay mình chia sẻ xong cái cách mà nếu mà con khách không thích đắp bột màu thì các bạn có thể hoàn toàn làm bằng bột thường và vẽ treo lên trên. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều, chúc các bạn sức khỏe và thành công, hoặc là mọi người trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.